Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Hôm nay Phương sẽ lại quay đường phố ở Nha Trang cho bà con các bác xem ha. Thì cũng có một cái bạn sống ở Pháp đó, cũng nhờ Phương nói là quay lại cái con đường Lam Sơn. Thì cái tuổi thơ bạn cũng đã từ nhỏ bạn đã sống ở con đường Lam Sơn đó, thì bạn cũng đi mấy chục năm rồi, cũng rất là nhớ lại cái con đường Lam Sơn, nhiều kỷ niệm đó. Thì Phương cũng đang đi trên con đường Trần Nhật Duật nè. Rồi Phương sẽ đi hết cái con đường Lam Sơn quay cho khán giả rồi các bạn ở Pháp xem lại cái con đường Lam Sơn hôm nay như thế nào ha. Bây giờ Phương sẽ quẹo trái nè. Đây là con đường Lam Sơn nè. Bạn nói là đi cũng đã mấy chục năm rồi, thì rất là nhớ là cái con đường Lam Sơn. Xin chào. Bây giờ Phương sẽ băng qua đường, qua cái con đường Lam Sơn ha. Thì con đường Lam Sơn thì có mấy quán cà phê ở đây cũng như cà phê này. Nếu mà cái bạn mà sống ở Pháp đó, thì nếu mà thấy lại cái con đường Lam Sơn này là Phương nghĩ là chắc là thay đổi rất nhiều, thì bạn cũng đã đi sang Pháp sống đã lâu rồi. Bên này có cái quán Lộc Vườn quán này. Ở con đường này là buổi chiều nhà hàng rất là nhiều này. Giờ này thì cũng 8 giờ rưỡi sáng. Buổi sáng con đường này thì vắng, buổi chiều là con đường này rất đông, nhiều nhà hàng đó. Phương sẽ đi thẳng con đường Lam Sơn này, sẽ tới phía bên Lê Hồng Phong luôn nha bà con cô bác. Bạn nói đường Lam Sơn này, bạn cũng đã làm việc ở đây cái thời mà lúc mà cách đây khoảng 40 năm rồi. Ở khu này thì quán cà phê rất nhiều đó. Góc này cũng có quán cà phê nè. Đây Phương quay cái bảng Lam Sơn ha. Phương Sơn nè. Bên này cũng có một cái lẩu đầu cá này. Con đường này khá yên tĩnh nha bà con cô bác. Bên này có một cái quán phở bún riêu. Thì Phương cũng đi trên con đường Lam Sơn đó, thấy một cái quán bún riêu ha. Bên ở bên Pháp hả? Dạ. Thì có một bạn ở bên Pháp chú. Dạ con chào chú ạ. Ở bên Pháp là bạn lớn tuổi chưa? Thì cái bạn đó 45 tuổi chú. Tại vì sao tôi có bà chị họ nhớ đã mới gửi đồ về. Dạ. Ở bên Pháp là bà đi tu. Dạ. Thì cái bạn đó ngày trước thì cũng ở có nhiều kỷ niệm ở cái đường Lam Sơn này. Nói nhờ nếu mà ăn phở hồi xưa là tôi bán. Dạ, chú ăn phở, con phở là chú bán hả? Nhà tôi đây nghỉ rồi. Dạ. Nói Lam Sơn có nhà tôi bán phở ở trong ngoài bà. Dạ, vậy chú có đứa cháu nào ở bên Pháp không? Không, có đứa nào ở Pháp không, nhiều khi nó đi lưu lạc mình không biết. Dạ. Thì cái bạn đó nói là ở từ Lam Sơn hồi xưa kiểu mà nhà tôi bán phở chứ ngoài bán. Dạ. Từ bên Lê Hồng Phong đổ xuống là đổ có xuống cái quán phở. Ở chính giữa thôi. Chính giữa đường thôi, là nhà tôi chứ không ai có. Dạ.
Thì hồi nãy con dạ ở dưới đó có một cái tiệm bún bò hả chú? Trên cuối đường là có tiệm bún bò mới mở đây thôi. Dạ. Nói cái tiệm phở đó là bán rất là lâu đời luôn. Không, tiệm phở là tôi bán lâu rồi, tôi nghỉ rồi. Dạ. Chứ có phải chú mà chú có người cháu nào mà tầm cái tuổi đó mà ở bên Pháp không chú? Mình không biết nhiều, nó lâu lắm đi năm không mình biết. Dạ. Có nhiều con mình cũng có. Dạ. Tạm nó... lưu linh đó. Dạ. Tôi nhà tôi ở chưa bán, có cái đường này có mình nhà tôi bán phở cho mình. Phải mình nhà chú hả? À, chú là ở đây lâu đời hay lâu, là ngày trước chú có ở bên Lê Hồng Phong không? Không, chú ở từ xưa giờ đây. Dạ. Chỗ màu từ giờ trước giải phóng, sau giải phóng cũng học chung không? Dạ. Thì cái tiệm phở của chú là tên gì chú? À, không có tên gì đó, đờ phở thôi. Dạ, phở coi như là dạ phở với hè hả chú? Không, phở là máy đàng hoàng, phở quán đàng hoàng. Dạ. Thì các bạn đã nói là tìm giùm cái quán phở đó, quay giùm cũng nhớ nhà. Nhưng mà tên Phong thì hồi xưa chắc đây lâu lắm rồi á. Mày hay là con đó là con thấy nó gần tìm quán phở là vì em có thành thoát. Hồi xưa bà có bà nó bán phở mà cũng là nó dẹp lâu rồi. Dẹp lâu hả? Trước mình. Nghe nói là bây giờ cũng vẫn còn bán mà chú. Lệ gì ta? Không biết là dưới này bây giờ còn cái quán phở nào không chú? Không biết lên chứ không, mình không thấy chồng quán phở nào hết. Tại mình ở đường này lên xuống biết mà. Dạ. Giờ mở quán nhậu không đồ chứ. Ở đây nhà hàng quán nhậu đồ nhiều hả chú không? Ừ. Đường Lam Sơn này dạ bữa nay là cái bà đó có con nó ở bên Pháp, nó mới ưng Pháp. Dạ, thì chắc là cái bạn này rồi. Cái bạn nữ phải không? Dạ. Đúng rồi. Là con nơ, tên con nơ. Hoài thì tên gì con biết mà tên trong là tên khác không phải là tên nơ. Nó hở nghĩa không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Còn dạ. Em thuộc á. Dạ. Em biết thiền thuộc. Dạ. Con nói em biết thiền thuộc. Dạ. Ở bên Pháp. Dạ. Đúng. Là chồng có chồng chồng Pháp đúng không? Đúng, đúng rồi, chính xác. Dạ. Nhà nó trên này nè. Dạ. Thì cái bạn này ngày trước cũng ở cái quán phở này là cái gì bà con với cái bạn này đúng không chú? Bà con gì cũng như mình chơi với anh. Dạ. Biết có phải không nữa chú cũng nói là hơi giống mà không biết con nơ mà ở nhà kêu con nơ. Dạ ở nhà có tên nơ ha. À, hình như là đang hỏi bây giờ qua hỏi nó phải là em con thuộc không thuộc làm điện lực đâu mà nói thôi. Dạ em thôi chơi với mình anh đó. Dạ thuộc Thảo rồi thuận là anh. Dạ biết nói ra không biết chú nói thì cũng hơi giống thôi mà nói tên thì khác, tên ở ngoài thì hay kêu thì mình biết chứ mình tên trong mình không. Dạ cũng có chồng người Pháp. Người Pháp nên không đâu. Hay là người Pháp lai chú? Không, Pháp. Người Việt dạ. Lai Pháp. Không có, mình Pháp mình luôn. Dạ. Pháp luôn chứ không Pháp lai. Dạ. Thì chú nhà chú cũng đoạn nào chú? Nhà chú đây. Dạ, nhà chú ở gần đây ha. Đấy, nhà đó, xe đậu á. Dạ. Nhà chú ở đây này gần ngay chú xe đậu nhà này. Nhà ngay tư trên. Dạ. Là ngay tư trên là ngay chỗ đó là bán phở luôn hả chú? Hồi xưa bà nó bán phở lâu rồi, nghỉ lâu lắm rồi. Dạ. Thì cái cô đó còn không chú? Cái cô đó kêu là cô ba. Dạ. Ngay cái nhà hàng tập hóa ngay cua đó. Dạ. Chỗ cua là chỗ cua tập hóa cô ba, bà ba là hỏi bà đó. Dạ. Đi rồi ra. Dạ. Hồi xưa bà bán phở. Dạ. Mà cũng bà nghỉ lâu lắm rồi, giờ bán như vậy. Dạ. Thì cái bạn này thì nói cũng còn bán mà không biết làm sao. Dạ. Cũng ở đường Lam Sơn á. Không có ai bán. Ở bên nhì hè cũng có một quán phở quẹo vô là có liền. Nhưng mà là con đến con hỏi thì không có biết cái bạn này. Cái chỗ quán phở đường Lâm Sơn cái con thằng này rồi sau này nó bán xong ế nó nghỉ rồi. Dạ. Nó mới bán này thôi chứ hồi xưa đây này ngay chỗ. Đó chỗ cái cờ lòi đó. Hồi đó chỗ lên cái từ màu vàng vàng đó hồi xưa cũng có mở ra bán phở mà mới mở cái là ế giọng nè. Dạ. Nó giờ nó gặp nó tưởng là bán lâu á. Dạ. Chứ nó đâu có ở đây đâu. Dạ đúng rồi chú. Đâu có ở đây. Dạ. Dạ chú ơi, cho con hỏi chú tên gì ạ? Đức là chú Đức. Dạ chú Đức ha. Chú cũng ở con đường này đó, dạ. Từ đẻ thôi. Dạ, chú ở đường Lam Sơn này ha bà con cô bác ha. Con chắc nơ quá, tình nghi nó vậy mà. Dạ, con đăng cái clip này biết phải không nữa. Dạ. Nó người Pháp, nó ưng chồng Pháp. Dạ. Nó em thuộc nghĩ là thuộc là Pháp đốc điện lực dân yêu rồi. Dạ. Còn anh nó là cháu thuộc. Còn không anh nào đang ở Sài Gòn. Dạ. Không biết anh đâu đã hiện ở Sài Gòn. Dạ. Bây giờ con cũng quay con đường Lam Sơn này ha. Để chú nói như vậy đó. Thì cũng còn giống mà không biết nhiều sao. Nhiều khi nó về nó thấy bán phở tưởng nó bán phở rất lâu. Dạ. Hiểu không? Xong cái rồi cái chồng đang nói là nhân dân chính đây nhà chú là bán phở lâu nhất. Dạ. 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 D
cảm ơn chú nhiều ạ. Chú nói như vậy đó mà biết là phải không thì cũng gần gần giống đó. Nói cái tiệm phở thì cũng đã nghỉ rồi, nghỉ lâu rồi. Thì Phương cũng cố gắng đi hết cái con đường Lam Sơn này ha. Chú cũng nói đó, con đường này là giờ mở nhà hàng cũng rất là nhiều luôn. Bánh mì, bánh hỏi nè. Đây buổi sáng bán ở đây nè. Mình hy vọng sẽ thấy được cái quán phở, nhưng mà mình đi lối ở bên phía bên Trần Nhật Trục đó mà không biết bạn nói có phải không nữa, mà nhưng mà mình nhìn thấy trước màn hình mình thấy thì không có quán phở nào ha. Bên này cũng có một cái quán cà phê nữa này. Chỉ còn đường đi vài chục mét nữa là tới đường Lê Hồng Phong rồi. Phương cũng không thấy quán phở nào. Trước màn hình thì Phương, bà con cô bác thấy một cái quán bún bò thôi. Không biết cái quán bún bò này phải không bạn, thì nói tới quán phở. Thì không có quán phở nào ở đây rồi. Bên đây có cái quán bún bò Huế này, Thủy Hoa. Bên đây cũng có một cái nhà hàng nữa nè. Rồi bây giờ Phương đã ra con đường Lê Hồng Phong ha. Phương đang đi xuống lại Lê Hồng Phong này. Không biết bạn nói, bạn nói con đường Lam Sơn có quán phở nhưng mà Phương không thấy quán phở nào hết, chỉ thấy quán bún bò thôi. Sẵn đây thì Phương sẽ đi con đường Văn Đồn ha. Bây giờ Phương qua con đường Văn Đồn rồi. Phía bên Văn Đồn thì nhà khách sạn với nhà hàng thì cũng nhiều nha bà con cô bác. Hẻm ốc. Bây giờ Phương sẽ đi qua phía bên kia ha.
chiếu màn hình là một cái hẻm ốc 89 Văn Đồn. À, bên này chắc là ở cái quán này bán ốc nhiều này. Đó, xin chào. Mấy hôm nay thì trời rất là nắng nhưng mà coi có bác không nóng nữa. Giờ này là 9 giờ kém 15 rồi. Bên này là con đường Tản Viên. Đây có một cái nhà hàng hẻm phố Hồng Kông, người đóng cửa rồi. Có một quán cà phê ở bên này nữa nè. Mì sứ quảng. Phương sẽ đi lại cái phía bên đầu đường Trần Nhật Duật đó, thì Phương tới đoạn đó thì cũng đã xong một vòng rồi. Phương xin dừng video nha bà con cô bác. Nếu bà con yêu thương Phương đó thì cũng đăng ký kênh để ủng hộ Phương đó. Ở Phương có những cái động lực rồi Phương sẽ quay nhiều con đường ở Nha Trang cho bà con cô bác xem ha. Bên đây có cái tiệm bánh canh này. Bên trong nhà ha. Rồi xin chào chị ạ. Cái tiệm bánh canh này. Văn Đồn, Hát Giang. Con đường là Văn Đồn này mà con có bác thì cũng có nhiều món ăn bình dân ở đây nè. Bánh cá, bánh canh rồi đó. Vỏ bún bò. Chào anh, đang làm đồ á, bún bò như bún bò đúng không anh? Dạ. À, chào anh. Giờ này á đang làm sắp tết á. Anh cũng đang làm để chuẩn bị chiều có bán đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Mọi lần có rồi á, nhưng mà bán luôn ngày, bắt đầu sáng từ sáng bán luôn có tối. Dạ. Nhưng mà hôm nay chủ nhật có rồi, mấy chị phụ nghỉ, anh đang phải làm. Dạ. Dạ. Đây là nước nấu sẵn. Bún bò giò heo nè. Đây bên đây ha. Cái này là mình đang nấu một súp. À, cái nồi súp với bún bò nè. À, cái này đang nấu. Thì mình bán lâu chưa anh? Lâu rồi, anh cũng mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Đây là bán buổi chiều không anh? Không, bán buổi sáng. Buổi sáng. Cái này là để buổi sáng rồi mình ngày sáng mai mình bán ha. Không. Bắt đầu sáng thường là 6 giờ sáng đã bán rồi. Dạ. Nhưng hôm nay chủ nhật. Dạ. Mấy chị ở nhà nghỉ. Dạ. Rồi thành ra chiều mới bán. Dạ, chiều mới bán. Dạ. Thành ra bây giờ nấu chiều bán. Dạ. Con đường này nhiều quán ăn quá anh ha. Mình chị Văn Đồn nè. Con đường này nơi tập trung hàng quán ăn ngon. Dạ. Ở đây nè. Giá cả ở đây nó có bình dân không anh? Dạ, rất bình dân, rẻ luôn. Dạ. Như một tô bún bò là bao nhiêu tiền anh? Đó, anh cũng quay cái bảng giá của anh này, 40, 30, 35. Đó,
quán Cô Sen ha. Bốn bảy Văn Đồn, cũng có số điện thoại nữa nè. Thì Phương cũng nổi tiếng trên mạng, trên đất nước mà. À, nổi tiếng trên mạng luôn hả anh? Dạ, trên đất nước một ngày bán đơ. Cũng nói chung chung thì ở đây thì đa số thành phần thì mình cũng bán ok. Dạ. Em thấy cái giá này nó cũng rẻ đó. Dạ đúng rồi, rẻ mà ngon. Dạ. Thì hôm nào em phải ghé lại ha. Dạ ok, cảm ơn anh. Ghé lên, thường nước có ngon hay dở ha anh ha. Dạ. Cũng nhờ ở mấy anh chị em người người ta cũng thích, người ta ủng hộ. Dạ. Đây là nhà anh đâu có anh hay là mình quê anh? Dạ, nhà này cũng người bác. Dạ. Dạ. Ở nhà bà con thì cũng đỡ hơn ha. Dạ. Đó thì Phương cũng đăng cái tiệm bún bò 47 Văn Đồn này đó. Nếu mà bà con khán giả thì có thì tới ủng hộ anh ha. Dạ, cảm ơn. Phương thấy giá cũng là cũng mềm này, 40, 30 thôi, 35 thôi. Dạ. Cũng không cao lắm ha. Dạ không, ở đây dạ. Mình bán cả cái con đường này mình bán ok nhất. Dạ. Thì trong giá cả mình nhờ lời số nhiều thôi. Dạ, nhờ số nhiều. Dạ, với thêm cái nữa rằng là mình cũng thích để cho bà con người ta ăn có một cái cảm nhận dạ. Ngon mà rẻ. Dạ. À, anh cũng đang làm dạ, xa tuế là làm xa tuế. Đó, em chào anh ạ. À. Dạ, dạ. Chúc anh may mắn, chúc anh cái tiệm của anh luôn luôn đông khách ha. Dạ, anh tên gì ạ? Tên Sang. Dạ, anh tên Sang luôn ha. Dạ. Cũng là cái tiệm bún bò là tên là Cô Sang. Dạ. Là anh là tên Sang. Dạ. Rồi, chào anh ạ. À. Dạ. Bây giờ Phương sẽ đi tiếp con đường Văn Đồn ha. Thì Phương sẽ tới cái con đường Trần Duy Dục này thì Phương sẽ dừng video bà con cô bác. Bên này cũng có một cái tiệm bún chả Hà Nội nè, người ta đang nướng này, đang nướng thịt à. Chào chị. À, tiệm bún chả Hà Nội ha. À, ở đây bán bánh cuốn nè, chả nướng nè. Dạ. Ở đây ở mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Mình bán từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Dạ. Bán hàng ngày luôn. Dạ bán cả ngày luôn ha. Phương cũng quay cái tiệm của chị đó. Địa chỉ 35 Văn Đồn, Nha Trang ha. Thường thường là khách là tầm mấy giờ là đông nhất chị? Khách tầm 7 giờ 8 giờ. 7 giờ 8 giờ sáng. Còn buổi tối? Buổi tối là tầm 7 giờ 8 giờ. Dạ. Có nhiều em đi ngoài đường có nhiều khách mà du lịch đến đó thì cũng hỏi là hay hỏi qua bún chả Hà Nội. À, có nhiều người không biết đấy chị, khách du lịch. Bởi vì quá chị mới mở được có chưa được 2 tháng á. Dạ. Nên là có nhiều người chưa biết. Dạ. Nên là có khách du lịch thì em cứ dẫn lên đây ăn thử. Không, em cũng hay đi quay đường phố ở Nha Trang này nè. À. Thì em cũng có nhiều cái kênh khán giả ở trong nước và ở ngoài nước đó. Việt Kiều đó đó chị. Cũng hay ra Nha Trang rồi cũng hay liên hệ em hỏi những cái món ăn bình dân rồi đó chị. Đúng rồi. Nhưng mà đồ này mà ăn rất là bún chả mà đồ này ăn rất là ngon và giá cả rất là rẻ. Dạ. Hợp lý. Một giá một phần ăn là bao nhiêu tiền ạ? Một phần ăn là 35k. À 35.000. Là cái đó là đặc biệt là cao nhất rồi chị. Chị làm được như thế, còn ai ăn hơn thì là 40 50. Dạ. Đường cũng quay vô cái tiệm của chị đó, chị mở cũng tới mới 2 tháng thôi. Chưa được 2 tháng thôi. Chị cũng đang nướng này.
Nếu mà bà con cô bác mà thấy Phương đăng cái clip này lên đó thì tới ủng hộ cái tiệm của chị ha, ship tận nơi luôn này. Đấy, Phương cũng giờ mở cửa đó, để Phương quay luôn ha. Chị có thể đọc cái số điện thoại của chị ra được không ạ? Có nhiều khi mà số điện thoại là 325. Dạ. 525612. Dạ, cái này là số tiền của tiệm ha. Là muốn trả lên đường. Mấy phần là chị ship được không? Từ 2 phần trở lên. 2 phần là ship ha. Trong vòng bao nhiêu cây số chị? Trong vòng mới tới 3 cây á. À, 3 cây. Khoảng 3 cây. Dạ. Nếu mà xếp xe xe thì nhiều phòng ăn lên thì có thể xếp xe. Nhiều phần lên thì giá là lúc họ là chỉ chút từ phần tiền được xếp thôi. Dạ. Bây giờ em chào chị ạ. Em cũng mong chúc chị cái quán mình đông khách ha. Chất lượng uy tín ha chị ha. Dạ. Có khách du lịch thì em sẽ quán chị đó. Dạ. Cái kênh của em là Nha Trang Biển Xanh đó. Dạ, em đang hay đăng lên YouTube đó. À, chị nếu mà có gì chị lên dạ, thì thấy cái quán mình chia sẻ lên ha. Rồi em chào chị ạ. Phương đến những cái con đường này gặp mấy cái chị chủ cửa hàng rồi rất là vui tính, thì cũng nhiệt tình, mình hỏi đó người ta cũng trả lời rất là nhiệt tình, rõ ràng và dễ kể luôn á bà con cô bác. Nếu mà chưa thường thường thì du lịch đó, mình vấn đề đi ăn đi đồ đó thì nhiều khán giả du lịch đồ cũng không khán giả khách du lịch đó không biết cái giá cả đó, thành ra cũng Phương cũng nói trên kênh của Phương luôn, cũng hỏi chủ đó, người ta cũng nói là cái giá đó, rồi người ta treo bảng giá cũng rõ ràng. Phía con đường Văn Đồn này buổi chiều cũng rất đông nè, ở phía biển đi vô rồi người ta đi tắm biển tắm đồ đó, đi ăn nhà hàng, con đường này đông lắm. Buổi chiều con đường này rất là mát này, cũng có cả quán cà phê nữa này. Rồi Phương đi tới một phòng con đường Trần Duyệt Duật là Lam Sơn rồi Văn Đồn. Giờ Phương trở lại cái ngã tư Chùa Đèn Văn Đồn với Trần Duyệt Duật rồi. Đây Phương cũng xin kết thúc video ở đây tại đây đó. Hẹn lại video sau Phương tiếp tục đăng cho bà con cô bác xem ha. Bà con cô bác yêu thương Phương rồi ủng hộ kênh Phương đó, để Phương có thêm nhiều động lực để ra nhiều video mới cho bà con xem ha. Rồi Phương xin chào và hẹn gặp lại ạ.